Cù Ly, Vinh Giao, đối thủ truyền kiếp, kèo chia đội, Thiện Nhỏ kia cho Vinh Giao đội, Súp Bê Khanh kia cho Cù Ly đội, bên Cù Ly chấp bỏ cái ngực. Và set này là xem như là set chung kết set thứ 3 nha. Set 1, set 2 đánh ở sân Phú Lợi thì hai bên hòa nhau tỷ số 1 đều. Set này set thứ 3 là đánh ở sân Mỹ Hiệp, Chợ Mới, An Giang. Điểm cho Vinh Giao 1-0. Nó tiếp tục điểm 1-0. Bóng tốt. Điểm Vinh Giao 2-0. Quay cái em trai ơi, em trai quay cái em trai. Điểm 2-0. Điểm cho Cù Ly 1-2. Đội bóng chặt lưới qua sân. Nâng điểm số cho Vinh Giao 3-1. Bóng tốt, bóng rơi ngay vị trí chữ A, bó tay Vinh Giao luôn. Điểm cho Cù Ly 2-3. Một pha đá bóng không vào lưới, điểm cho Vinh Giao 4-2. Hay quá. Điểm Vinh Giao 5-2. Điểm cho Cù Ly 3-5. Điểm ơi.
điểm 3 năm. Pha đá bóng dài cuối sân quá đẹp mắt của cầu lì, nâng điểm số cầu lì 4-5. Điểm 4-5 cho cầu lì. Hay quá. Nâng điểm số cho cầu lì 5-5. Cầu lì vinh vào đối thủ truyền kiếp. Gặp nhau là kể như chiến đấu. Bên giờ là bóng không lưới, nâng điểm số cho cầu lì 6-5. Ủa, nó chấp sân luôn ha cầu lì, chấp sân chấp ngực luôn. Hay quá. Bóng thiếu, điểm cho Vinh vào 6 điều. Bóng không vào lưới, điểm cho Vinh vào 7-6. Điểm cho mình vào 8-6.
quá đẹp. Điểm cho Bình, điểm cho cầu này 7-8. Sáng luôn rồi. 7-8. Pha đá bóng hỏng của cầu lì điểm cho Vinh vào 9-7. Kết thúc sẽ đấu Vinh vào thắng cầu lì.